Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Khải Nam ơi. Lần này thì Khải sẽ test cho anh em xem Thiếu Lâm đặt 126 khỏe như thế nào nha mọi người. Nên là nhiều anh em trong cái liên đấu hôm rồi á, ở Nam Độc á, Khải bị anh Thiếu Lâm là bất lương, nón mộng long 3 cấp và cái đao tứ không 3 cấp, chưa nói đến là tốc độ đánh 40 3 cấp đó. Nón mộng long 3 cấp thì chắc chắn ảnh sẽ có số kỹ năng của dòng chống phái, và kèm với càng khôn 2 cấp là anh sẽ có 38 trong phái đó. Nếu mà lên 38 trong phái như thế này thì ảnh sẽ có cho mình đó là đặt mốc 126 tốc độ đánh. Hèn gì bảo sao chém Khải con Nam Độc của anh Quýnh 1-2 đao không chết. Nhiều anh em cứ bảo tại sao đánh không lại con Thiếu Lâm, sao mà đánh lại được, đồ người ta đầu mắt pin tè le không biết rồi đánh lại được. Rồi cho anh em xem cái tốc độ đánh này. Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm từ tốc cao nhất 126 trở về tốc bình thường đó. Đây, lần này chúng ta sẽ trải nghiệm, nếu anh em muốn đạt tốc 126 của tốc độ đánh Thiếu Lâm thì anh em ít nhất phải trong phái 37 nha nè, ít nhất phải trong phái 37 nha. Hiện tại Khải đang có trong phái 38 đó. Rồi anh em chém thử cho anh em xem này. Thôi, đây, tốc 126. Chúng ta có thể thấy rằng là x2 vẫn là x2, nhưng mà vần chân của chúng ta ra cực kỳ nhanh. Đợt Khải bật nó tiếng to lên cho anh em dễ hiểu. Tiếng to lên, nó chém anh em nghe theo cái độ tiếng chém nha. Đây. Đó. Ok, thấy chưa? Cảm giác như là 4 vần chân nó ra liên tục nè. Thấy chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng video lại một tí. Ok anh em, bây giờ thì Khải giảm xuống tốc còn 101 thôi, đạt 101. Thì chống phái là 36. Nếu mà anh em sở hữu chống phái 36 thì sẽ đạt tốc 101 cho Thiếu Lâm. Đó, kèm với đao tốc 30 thì sẽ đạt 101. Hoặc là đao 20 thì nó vẫn đạt 101 nữa. Đó, hiện tại Khải đang mang đao 30. Rồi, chém cho anh em xem thử 101 nó khác hoàn toàn như thế nào với 126. Đây, nó vẫn chém là 2 đao 2 vần chân ấy, nhưng mà nó bị chậm một nhịp anh em à. Đó, anh em thấy nó chậm không? Nó chậm hơn cái luồng đao 126 lúc nãy. Đây, lại lần nữa, thấy chưa? Đó, cái này là 101 nha nè, vẫn đặng móc đấy, nhưng mà nó không ăn thua bằng 126. Rồi tiếp tục, giờ Khải sẽ trở về với là tóc móc 85 thôi, móc 81 đi. Tháo mặt nạ ra. Rồi anh em chờ chút. Anh em sau khi móc một kỹ năng đây còn 35 đó, còn 35 thì mất đi một móc nữa là chỉ còn móc 81 thôi, chỉ còn móc 81 thôi. Đó, hiện tại bốt trong phái này đó. Ok chưa, mất đi một móc tóc đánh, chỉ còn 100 thì chỉ đạt 81 thôi nè. Cho nên chém xem này, 81 thì nó chém quá là phèn luôn. Đây, chán chưa, một đao thôi nè, một đao một thôi đó, một đao một thôi, anh thấy chưa, quá là cùi. Đây là móc 81 này nè, quá dỗm luôn, quá cùi bắp luôn, một đao à. Đó, dù đâu là chúng ta sẽ mang mặt nạ vào, lên móc 126 là lên móc 101 là cho anh em xem, lên mặt nạ này bố trong phái. Rồi lên 101 nha anh em. Sau khi đặt lên 36 này, 101 tóc đánh nha. Rồi sau đó khi đặt 36 này sẽ lên 101 tóc đánh. Ok, chém anh em xem này, 101 thì sẽ 101 thì sẽ x2 đam. Đây, 2 vần chân, thấy chưa? Đó, anh em nào chơi Thiếu Lâm anh em phải hiểu. Trời ơi, 2 vần chân nha, 101 x2 đam. Rồi tiếp theo đẩy x2 đam rồi đúng không? Bây giờ anh em lên ít thêm đam nữa này. Tại giờ đây là 36. Ok, bây giờ Khải sẽ mang kẹp vô danh vô và cho anh em xem nhẹ và xếp đồ khi mang kẹp vô danh và đồ Khải như thế nào. Đây đó, sau khi mang kẹp vô danh vô thì trong phái Khải lên 38. Thì như này Khải có nói thì khoảng 37 đã đạt rồi nha. 37 thì Thiếu Lâm đã đạt 126 rồi nha. 38 thì nó thừa 2 tóc, 38 thì thừa 2 tóc đó. Anh em xem kỹ vào trong phái, 38 nó thừa 2 tóc như này đó, nó thừa 2 tóc. Rồi như này Khải lấy mặt nạ ra thì nó còn 126 thôi. Từ từ để Khải đi thành khác anh em xem. gọi là bị thừa, vẫn đạt mốc nhưng mà nó bị thừa. Thừa thì càng tốt thôi, thầy dư cũng không đỡ thiếu nữa. Đó, giờ đang 21 nè. Nào giờ đúng 37 nè. 37 thì đúng 126 luôn. Đó. 4 cái. Đúng 126 chưa? Rồi ok. Anh em cùng xem cái lượng đam của 126 này, nó khác hoàn toàn đấy. Đúng là đạt mốc cuối cùng của Thiếu Lâm. Tầm này thì gọi là mốc cuối cùng của Thiếu Lâm rồi. 126 ở bơ càng ngồi. Còn 158 thì Khải chưa thấy và 158 thì còn khuya. Rồi tiếp tục em ơi. X2 nhưng mà lượng đam ra rất là nhanh, thấy chưa? Em thấy không? Này. Chém lại nè, thấy chưa? Trời. Thôi nó chém cái này chịu rồi. Rồi, mang thêm mặt nạ vô, lên móc lên vẫn lên móc mà thêm 2 tóc thôi. Đấy, buổi trong phá lên. Lực tay 10k. Quá dữ. Chém quá nhanh. Giờ vì sao ai chịu nói? Quá gần gốm. Ok, Khải đi lên chém quá cho anh em xem. Bóp 126 dứt. À, chém vãi lên. Chém vãi lên. Chém quá nhanh. Như đại bác luôn nè, bánh như đại bác luôn nè. Trời ơi, còn bánh nè. Quá kinh khủng. Rồi ok. Hiện tại Khải cho anh em xem nhẹ và sẽ đồ của Khải anh em ơi. Đây. Sẽ đồ của Khải đây nè. Sau khi sở hữu cặp vô danh thì đây nón này. Nón thì Khải chưa mát lắm. Thiếu một cấp như La Thiên Diệp nữa mát này. Bao tay Thiếu Lâm. Đai Thiếu Lâm. Rồi, kẹp nhẫn vô danh. Đó, kẹp nhẫn vô danh thì kích cassette. Kích cassette như nào. Đúng rồi, nếu mà muốn móc 158 phải cắn phiêu tóc định bài thôi. Rồi. Áo Thiếu Lâm. Quên lộn áo này, áo tím, áo tím. Đào tím. Đào tím. Giày tím. Ngựa này thì 7 kháng cả 7. Những chuyện ăn ban 19-10. Ngọc bội 530. Đó. Hãy tìm cái cục phi tóc này. Hãy tìm cục phi tóc và test 158. Ok anh em ơi, sau một hồi hỏi ý thì bây giờ Khải sẽ test móc 158, 156 cho anh em xem. Thì đó mà mát, đó mà đặt móc 158 thì 156 thì ít nhất Khải mà có đao Thiếu Lâm nữa mà Khải chưa có nữa nên không thể test được. Nên là mất 3 skin như La Thiên Diệp rồi, thấy chưa? Rồi ok. Rồi giờ Khải sẽ cắn cục phi tóc lên. Úi da. Phi tóc lên. Cắn. Đó, 178 như nào. Khải sẽ đánh móc 156 cho anh em xem. Wow, 156 ra đao rồi nè. Anh em xem ra đao này. Xem ra đao này. Anh em xem này. Wow. Anh em thấy phần chân ra như mấy không nè. Bánh độ như đại bác luôn nè. Vãi lên. Nó khác một trời một vực luôn nè. Lên thêm một móc đánh. Một móc tóc nữa nè. Rất là nhanh. Xuyên nhau luôn rồi. Những cái lưỡi liềm đi chung nhau luôn nè. Phần chân đi chung nhau luôn nè. Đó. Má quá dữ. Giày lên móc 158 nữa ai chịu nổi. 156 ai chịu nổi. Quá. Này solo mà bị chắc luôn. Anh em coi nó bánh này. Bánh như cái máy anh em ơi. Tuy nó không được X2 như những cái tool 101 với 126. Nhưng mà cái móc 158 này thì quá chắc anh em ơi. Lưỡi liềm nó chạy rất là nhanh. Đúng rồi, móc 158, lưỡi liềm chạy rất là nhanh, sống nòng luôn nè. AK sống nòng luôn. Không hụt luôn, không hụt bằng nào luôn. Còn quá. Ok, nói chung Khải đã test xong rồi. Nói chung là lên 158 thì gọi là bá đạo luôn nè anh em. Lên, chứ là lên 158 thôi, chịu rồi. Ok anh em ơi, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Anh em xem video này trải nghiệm từ mốc 81, 101, 126 và 158. Anh em cảm thấy thú vị, thấy hay đỡ lại cho Khải một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó, nói chung là Khải đang chơi server này, Khải cũng muốn trải nghiệm như thế nào cho anh em xem sơ qua mà công nhận lên mốc cuối cùng 158. Quá dữ. Đó là cánh cục lắc anh em. Còn Khải chưa có đao, đúng rồi, 201 thì vào Tống Kim thôi, 201 vào Tống Kim thôi. Nếu mà tầm này thì lúc nãy là 128 vào Tống Kim thì chỉ được 201 thôi này. Vào Tống Kim chỉ được 201 thôi. Rồi ok. 38 trong vái, quá kinh hồn. Ném toàn chuối vào mặt. Ok anh em ơi. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Khải nha anh em ơi. Anh em nào mà theo dõi video này thì Khải sẽ up lại trên kênh đó. Khải live vào lúc 19 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. Anh em sẽ theo dõi buổi livestream thì cứ tối online lên kênh YouTube Duy Khải Gaming ủng hộ nha. Duy Khải Gaming nha mọi người.